Năm 2023 này, sản phẩm dầu lạc của Hợp tác xã trồng và chế biến nông sản Đỗ Viện, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Để đạt được chứng nhận, hợp tác xã đã chú trọng đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo các tiêu chí về môi trường, thẩm mỹ và năng lực sản xuất. Thị trường đầu ra của tôi vẫn tương đối là khó khăn vì là cũng vẫn có vẫn hạn chế và vẫn nhiều người cũng chưa biết đến. Tôi cũng mong muốn là cái sản phẩm của tôi là được quảng bá và đưa ra thị trường nó rộng rãi hơn. Chú trọng để hiện đại thiết bị sản xuất chế biến và đóng gói. Năm nay sản phẩm tương của hợp tác xã dịch vụ nông sản Hồng Kỳ ở xã Úc Kỳ huyện Phú Bình cũng đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh đạt được chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ là một cái sự thúc đẩy để hợp tác xã đưa cái sản phẩm tiến xa hơn vào các cái thị trường như là trung tâm thương mại, siêu thị lớn ở trong ngoài tỉnh thì cũng cũng để cho khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn. Các cái sản phẩm mà được như vậy thì nó thúc đẩy cho địa phương ví dụ là quảng bá những cái hàng hóa ra trong ngoài tỉnh. Từ đó thì nó mở rộng ra được cái phạm vi sản xuất. Thứ hai nữa là phát triển kinh tế giữa các hộ và hợp tác xã cũng như cái kinh tế phát triển chung của xã Quốc Kỳ. Thực tế cho thấy những năm qua, hoạt động khuyến công đã góp phần nâng cao chất lượng cũng như gia tăng giá trị và tỉ trọng công nghiệp nông thôn tại địa phương. Đây sẽ là bước đệm quan trọng tạo bước chuyển mình để các sản phẩm công nghiệp nông thôn của huyện Phú Bình có thêm cơ hội vươn xa hơn trên thị trường.